không phải là Tết trời, không phải là cơm mơ, không phải là xuân mai cứ chập chùng đã thương. Em đã biết một điều mong manh nhất là tình yêu, là tình yêu ngát hương, tình yêu mang buổi sáng sóng vô bờ, sóng lại ngược ra khơi, sao sóng vô tình, sóng lại ngược ra khơi. Không phải cơn mưa, không phải tơ trời, không phải mây hoàng hôn chợt hồng. Xin cảm ơn những tràng pháo tay thân thương của tất cả quý vị dành tặng cho tiếng hát của chị Nhung ở một giọng ca cũng rất là hay trong buổi trưa ngày hôm nay thưa quý vị. Và nối tiếp chương trình xin mời em Nhung theo lời yêu cầu của gia đình với một ca khúc.